Kính thưa giáo sư tiến sĩ Dương Quý Sĩ, chủ tọa hội nghị, kính thưa tất cả các thầy cô, các bạn đồng nghiệp. Thì khi mà tôi được Hội Hô hấp Việt Nam đó gửi một cái yêu cầu là hãy làm một bài về mô hình quản lý ngừng thở khi ngủ. Tôi thấy cái yêu cầu đó lớn lắm. Tại vì thiệt ra là dân miền Nam của tụi này á, làm được chuyên môn thôi, ra mô hình được quản lý được theo dõi là sợ lắm, tại đâu có kinh nghiệm mấy đâu. Tôi mới bèn suy nghĩ chứ vậy thì mình sẽ làm như thế nào để trình bày một cái bài về mô hình bây giờ. Giải pháp thứ một, đi lùng sục tất cả các nơi trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam, xem thử người ta làm như thế nào, làm một bài tổng quan về tất cả các thứ, dọn cổ ra cho quý vị đồng nghiệp xem. Nhưng mà rồi tôi lại nghĩ, xem xong rồi thì lựa cái gì làm cho Việt Nam bây giờ, thế mới khốn khổ chứ. Tại vì cái mục tiêu của cái hội nghị mà hội của Hội Hấp Việt Nam của mình là gì, là những đại biểu tham dự hội nghị xong rồi đó thì về nhà với một thông điệp gì, với một điều gì có thể áp dụng được trên thực hành của mình không, chứ không phải là đi nghe chơi cho thật vui rồi không làm được chuyện gì. Tôi suy nghĩ như vậy, tôi mới bèn suy nghĩ vậy. Giờ tôi sẽ lướt qua tất cả những mô hình đó và tôi sẽ suy nghĩ xem thử rằng những cái mô hình đó nó có cái điểm gì chung, và những điểm chung đó nó có thể trả lời được cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe về mặt mà bệnh lý giấc ngủ hay không, thì mô hình nó sẽ như thế nào. Xong cuối cùng tôi nghĩ, thì nói vậy thôi, nói thì dễ, làm thì khó. Vậy thì trên thực mà quý vị là trở về cơ sở của mình thì phải trả lời câu hỏi. Vậy thì với cái cơ sở của tôi mới đặc thù như vậy nè, tôi làm sao? Làm sao mới quan trọng? Tôi mới bèn không. Bây giờ mình phải xuất phát từ chính cái trải nghiệm thực sự của mình. Khi mà mình hình thành một cái phòng chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ, thì mình gặp những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì, và khi mình làm được những cái như thế thì nó có đáp ứng được cái nhu cầu thực hay không. Chắc chắn là những cái trải nghiệm mình trải qua nó không thể nào là tuyệt vời được, tại vì chỉ là những bước bắt đầu mà thôi. Nhưng mà nó có ý nghĩa nhiều là bởi vì người ta có thể thấy được thông qua câu chuyện của mình những cái điều hay, những cái điều chưa hay, rồi sau đó người ta áp dụng khi người ta trở về tuyến cơ sở. Thế như vậy là trong cái bài trình bày ngày hôm nay của tôi đó, tôi sẽ đi ba việc. Việc thứ nhất là mình thử điểm xem cái nhu cầu bệnh tật của bệnh ngừng thở, tắc nghẽn khi ngủ nó có những đặc tính gì. Vậy thì với cái phần một như vậy thì mình biết được một cái bức tranh toàn cảnh về cái nhu cầu bệnh tật rồi. Thì cái phần số 2 mình sẽ trả lời câu hỏi. Vậy thì cái mô hình mà lý tưởng có thể trả lời được những cái đòi hỏi của cái nhu cầu bệnh tật đó là lý tưởng thì nó phải như thế nào? Sau đó tôi sẽ trình bày cái phần số 3 là cái mô hình thực tế khi quản lý ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở Việt Nam này, ở người thật việc thật nè, nó đã làm được chuyện gì? Có đáp ứng được những cái điều mà cái nhu cầu, đặc điểm bệnh lý về ngưng thở khi ngủ ở Việt Nam của mình hay không, và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của quý vị đồng nghiệp hay không. Thì tôi sẽ hy vọng về với cái cách mà tiếp cận như vậy thì có thể là đem lại được nhiều cái lợi ích nhất cho tất cả quý vị đồng nghiệp. Thế như vậy là giới thiệu dông dài ghét gần 5 phút đấy, là có địa điểm mở màn để mình nhìn thấy được là mình sẽ phải đi cách nào. Bây giờ mình sẽ đi vào thứ nhất, cái đặc điểm của bệnh lý ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là như thế nào. Thì tôi rất là cảm ơn Tiến Thủy, Phan Thanh Thủy đã trình bày cái bài đầu tiên để cho nhìn nhìn thấy một cái bối cảnh, một cái bức hình chụp cắt ngang về cái trạng thái của bệnh lý ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Nó ở bệnh viện thôi, nhưng đó cũng là một hình ảnh phản ảnh của cái thực tế ở bên ngoài. Thì mình có thể trả lời ngay lập tức là ngưng thở khi ngủ là tần suất bệnh toàn bộ nó rất là cao. Nó thực sự là một gánh nặng về mặt sức khỏe trong y tế cộng đồng. Ở tần suất OSA trên thế giới thì thế nào? Nếu mà trên toàn bộ thì từ 9 đến 38% dân số toàn bộ là có bệnh lý về ngừng thở khi ngủ. Lớn ghê không?
Nhiều ha. Riêng cho những người mà có bệnh đồng mắt thì cái tỷ lệ nó còn nhiều hơn nữa. Cái mà báo cáo mà đăng trên cái hội mà tim mạch của Hoa Kỳ năm 2018 thì ở trên những người bệnh nhân mà mắc bệnh tim mạch thì cái tỷ lệ mà vừa có bệnh tim mạch và ngưng thở tai nghẽn khi ngủ là 40 đến 60%. Kinh không? Hai người có một người. Đó là lý do vì sao mà trong cái bài báo cáo của tiến sĩ Thủy đó là bệnh nhân tim mạch giới thiệu bệnh tới của mình rất là nhiều. Tuy nhiên khi so sánh với bệnh nhân hô hấp thì hình như ít hơn. Đó là cái sự nhiệt tình mà tìm ra bệnh ở trong tim mạch chưa có được cao. Nói thẳng là vậy đó. Người ta có rất nhiều bệnh nhưng mà người ta giới thiệu còn ít thôi. Tí nữa về cái phần mô hình mình sẽ trả lời câu hỏi vậy làm sao để người ta giới thiệu mình cho nhiều? Tại mình đâu có thể là đi tất cả các nơi hang cùng ngõ hẻm để tìm ra ngưng thở khi ngủ được. Phải có đồng nghiệp mình chứ. Đấy, tim mạch là 40 đến 60%. Còn bệnh đái tháo đường thì sao? 50 đến 80% là có ngừng thở khác hẳn khi ngủ nha. Nhiều ghê nhỉ. Lẽ ra là khoa nội tiết phải chỉ cho mình rất là nhiều bệnh nhân chứ, mà chưa có nhiều. Thế là ở trên thế giới, còn trên Việt Nam thì thế nào? Thì như vậy là có cái đề tài của thầy Dương Quý Sĩ ở đây. 8,5% dân số Việt Nam mình có ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ đăng năm 2018. Cái nghiên cứu kế đó của chúng tôi mà làm kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai nè, ở chỗ thầy Sĩ trên Đà Lạt nè, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nè, và Phòng khám phổi Việt, tức là đa trung tâm ở Việt Nam của mình, thì cái tần số mà bệnh nhân CBD mà ở ngoại trú đó nha, mà có thêm ngừng thở tắc nghẽn ngủ 42,1%. Nhiều chưa? Vậy là trong dân số của mình là cũng kha khá đó chứ. Nếu mình chỉ làm tốt cái việc đó thôi thì là vô cùng nhiều bệnh nhân ngừng thở khi ngủ mình có thể phát hiện ra được rồi. Vậy thì cái nét đầu tiên mình nhớ về cái đặc tính của cái bệnh ngừng thở khi ngủ là tần suất bệnh toàn bộ rất là lớn ở trong cộng đồng và đặc biệt cao trên những cái động cái dân số có nguy cơ. Cái đặc tính số 2 của nó là gì? Nó nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng mà cái quy trình chẩn đoán ra nó đó là phức tạp chứ không có dễ gì đâu. Không phải đương nhiên là dễ ra giống như là cao huyết áp, đo cái huyết áp là ra được huyết áp liền. Không phải. Nó gồm có 3 bước. Bước thứ nhất phải nhận diện cho ra ai là người có nguy cơ ngừng thở khi ngủ. Nó phải có bắt buộc là phải có dân số nguy cơ là ai, ví dụ là tim mạch, ví dụ đái đường, thần kinh vân vân, dân số nguy cơ là ai. Trong dân số nguy cơ thì yếu tố nguy cơ nào để người ta phát hiện ra, chứ đâu có đợi là tăng huyết áp kháng trị thì gửi cho tiến sĩ Thủy thì mới phát hiện nó ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đâu. Đấy, quá trình yếu tố nguy cơ. Sau khi đó rồi thì sao? Đưa đến mình. Đưa đến mình thì phải sao? Phải là tầm soát. Thì là câu hỏi tầm soát là bằng cái câu hỏi gì? Tiến sĩ Thủy vừa nói, cái nghiên cứu mà dùng stop bank tầm soát độ chính xác 53% thôi. Và sau đó cái nghiên cứu chúng tôi mà kết hợp với của Đại học Y Dược mà làm với mà tiến với đề tài thạc sĩ với lại Vũ Hoài Nam đó, thì cái stop bank người ta phải chỉnh cái cut off point lên 6 điểm thì mới được, chứ để 3 điểm là không có ông thua. Thấy chưa? Vậy thì cái bản câu hỏi tầm soát cũng là một vấn đề, chứ không phải là lấy Berlin ư, stop bank ư hay Epworth ư là áp vô Việt Nam là ok, là không hề. Rồi vấn đề khám lâm sàng có giúp cho mình tầm soát được hay không? Những cái dấu hiệu nào giúp cho mình tầm soát được? Đấy là một vấn đề cũng cần phải rèn luyện, cũng cần phải đào tạo rất là nhiều, chứ đâu phải dễ mà có. Và cuối cùng thì làm chẩn đoán. Xét nghiệm gì? Xét nghiệm ở đây là đa ký giấc ngủ loại 1, loại 2 hoặc đa ký loại 3, loại 4. Mình có cái đó để mà làm hay không? Như vậy thì quy trình chẩn đoán cho ra được cái ca bệnh ngừng thở khát ngủ là phức tạp. Đó là đặc điểm số 2. Đặc điểm số 3 là gì? Đặc điểm số 3 là khi mà ra được ngừng thở tắc nghẽn ngủ rồi thì điều trị không phải là luôn luôn thảy cho nó cái máy đâu. Nhiều loại khác nhau lắm. Có thể là thở máy, có thể là can thiệp phẫu thuật, có thể là dụng cụ kéo hàm, có thể là kích thích thần kinh hạ thiệt, có thể là những biện pháp thay đổi khác như là thay đổi về dinh dưỡng, có thể là vận động thể lực, tập luyện cơ học, nhiều biện pháp cùng phối hợp lắm. Làm sao mình biết bệnh nhân nào là dùng cái loại nào thì có hiệu quả? Có phức tạp không? Điều trị rất là đa dạng. Và cái mô hình về sau của mình nó phải đáp ứng được những điều đó.
Còn nếu nó không đáp ứng được điều đó thì không thể là một mô hình quản lý bệnh ngừng thở khi ngủ tốt được. Cái đặc điểm số 4 của nó là gì? Sau khi mà mình ra cái lệnh điều trị thì tuân thủ điều trị lâu dài là một thách thức cực lớn. Đây là một cái nghiên cứu người ta kéo dài từ năm 1996, ta theo đến năm 2010, 2011 luôn. Thì ở một cái trên trục hoành đó, ở trục tung á, là cái tỷ lệ mà tuân thủ, mà tỷ lệ không tuân thủ chứ. Còn cái trục này á, là theo thời gian, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà không tuân thủ á, cao lắm. Nghĩa là tỷ lệ tuân thủ nó thấp lắm. Và cho dù là mình có sửa đổi cái máy móc, cái trang thiết bị được cải thiện luôn, thì qua nhiều năm rồi thì cái tỷ lệ nó cũng là đà tận đất thôi, chứ nó không phải là ngất ngay con gà tây đâu. Nó cũng thấp thôi. Tức là tuân thủ điều trị là một thách thức. Và cái mô hình của mình có đáp ứng được cái chuyện là nâng cao cái tuân thủ của người điều trị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, ngừng thở khi ngủ hay không? Đấy, như vậy là tôi đã vừa trình bày cho quý vị đồng nghiệp bốn cái đặc tính của cái mô hình bệnh tật mà mình cần phải giải quyết. Một, tần suất cao. Hai, quy trình chẩn đoán phức tạp. Ba, điều trị đa dạng. Bốn, tuân thủ không cao. Vậy với bốn cái đặc tính như thế thì mô hình lý tưởng mà nó có thể quản lý ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, nó phải thỏa mãn được bốn thành tố. Thành tố thứ nhất là nó phải đảm bảo tốt được cái vá đình tầm soát. Tầm soát ở đâu? Tầm soát trên sân số rộng như vậy, nhiều chuyên khoa như thế, thì tầm soát như thế thế nào? Thứ hai, quy trình chẩn đoán. Thì chẩn đoán trường hợp đơn giản thì sao? Chẩn đoán trường hợp phức tạp thì thế nào? Sau đó đến quá trình điều trị. Điều trị thì bởi vì nó có rất là nhiều phương pháp điều trị khác nhau, cho nên cái mô hình liên chuyên khoa nó như thế nào? Chứ mình đừng nghĩ mình bác sĩ hô hấp là ăn hết cả bầu trời đâu, một tay che cả trời, làm gì có. Phải có sự phối hợp với những chuyên khoa khác và theo dõi nữa. Lúc này bệnh nhân đi ra khỏi tầm tay của mình rồi, làm sao có thể chăm sóc họ được? Như vậy cái mô hình lý tưởng thì phải có bốn hoạt động như thế. Vậy tầm soát đòi hỏi điều gì? Ba điều thôi: nhạy, rộng, khả thi. Nhạy nghĩa là sao? Nhạy thì nó bắt buộc là phải có độ nhạy nó cao, để mà khi mà nó âm tính thì rule out, là loại trừ được. Cái bộ công cụ mình hỏi có thể độ tri nó không cao, nhưng độ nhạy phải lớn. Nếu độ nhạy không lớn là không được. Mình lựa cái loại công cụ nào? Mình có chưa? Mô hình mình phải suy nghĩ với nhau cái câu chuyện đó. Độ nhạy phải cao mới được. Thứ hai á, là nó phải rộng. Rộng là sao? Nghĩa là mình không phải là bác sĩ đi tất cả các nơi mà đi tầm soát được. Bác sĩ tim mạch phải tầm soát cho mình. Bác sĩ tiêu hóa phải tầm soát cho mình. Bác sĩ tai mũi họng phải tầm soát cho mình. Bác sĩ về đái tháo đường, về nội tiết phải tầm soát cho mình chứ. Mình phải có cánh tay nối dài chứ. Làm sao nối dài cánh tay được đây? Đó, rộng là chỗ đó. Rộng là con người rộng, chứ không phải là công cụ rộng. Nha. Công cụ thì nhạy, nhưng mà con người phải rộng. Và khả thi nữa. Nó khả thi về sao? Về cái tính kỹ thuật nó có khả thi không? Về cái tính kinh tế nó có khả thi không? Về cái tính vận hành nó có khả thi không? Cái loại mà mình sẽ dùng nó như vậy. Đấy, thì mình phải trả lời được những cái chuyện đó. Nhạy, rộng và khả thi. Chẩn đoán thì đòi hỏi cũng lại ba điều nữa: chuyên sâu và tiếp cận được. Chuyên nghĩa là sao? Hồi nãy là nhạy. Nhạy nghĩa là thế mà âm tính thì loại đi. Còn chuyên là gì? Có bệnh là có bệnh. Rule in, spin in mà. Specificity in, tức là chẩn đoán nó phải có cái độ chuyên biệt nó cao. Nó phải khẳng định được là có hay không có ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Chứ gửi cho mình xong rồi thì cũng chả biết nó có hay không có ngừng thở khi ngủ nữa thì chết rồi. Và nó sâu nghĩa là gì? Sâu nghĩa là trong cái ngừng thở khi ngủ, nó không phải chỉ có một mình ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ đâu. Nó còn ngưng thở trung ương, nhịp thở chu kỳ, chain stop, những cái phối hợp khác với những cái rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ nữa. Trên bệnh nhân bệnh tim mạch đâu có nhất định là nó chỉ có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Nó có ngưng thở trung ương thì mình tính thế nào? Tai biến mà nó não nó vô ngưng thở trung ương thì mình tính làm sao? Trên những người bệnh nhân về bệnh về thần kinh, nó có thêm hội chứng chân không yên, cử động chân có chu kỳ thì như thế nào? Cho nên là cái chẩn đoán của mình phải sâu. Vừa chuyên thì được, nhưng mà phải sâu. Vậy thì cái mô hình mình có đáp ứng nổi cái chuyện mà sâu và rò được kỹ như vậy không? Thứ ba là tiếp cận được. Tiếp cận được nghĩa là gì?
Nghĩa là mình làm chỗ đó người ta có thể gửi bệnh đến cho mình hay không? Có tiếp cận được không? Hay là mình lấy giá nó có cao quá người ta trả không nổi không? Đấy. Đó là những cái ý mà mình cần phải nói với cái công cụ về vấn đề chẩn đoán ở cái chuyện này. Và khi mình chẩn đoán xong rồi thì mình có định hướng được cái điều trị chính xác cho họ hay không? Hay là chỉ chẩn đoán không? Ở trong cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ chẳng hạn vậy, thì cái việc định chuẩn áp lực điều trị sẽ giúp cho cái vấn đề điều trị về sau thành công rất là nhiều. Mô hình mình có đáp ứng điều đó hay không? Nếu không thì chưa đạt. Bây giờ điều trị. Điều trị thì thực ra đó là cái sự cân bằng giữa một bên là tác dụng phụ, còn một bên là hiệu quả của nó. Khi mà người ta nói đến hiệu quả của điều trị thì lúc nào người ta nghĩ là điều trị ngừng thở tắc ngủ sẽ, tắc nghẽn khi ngủ sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, để ngăn ngừa những hậu quả lâu dài, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu v.v. Nói hay lắm, nhưng hãy điều trị đi rồi biết. Nhiều người bệnh nhân điều trị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ lại mất ngủ nhiều hơn. Tại vì có cái máy nó xịt thế này, không yên. Và nó cũng gây những tác dụng phụ đấy chứ. Có ai thấy được bệnh nhân tới mình tháo cái mặt nạ lên rách luôn cái mũi không? Thấy không? Có đấy. Đấy, đó là những tác dụng phụ. Vậy thì mình làm sao để cho cái điều trị của mình nó vừa có tác dụng chính mà tác dụng phụ nó ít thôi. Có ha. Rồi, cuối cùng, theo dõi. Theo dõi đòi hai chuyện thôi. Bền bỉ lâu dài và hỗ trợ tích cực. Ở đây tôi dần dần học được mấy cái chiêu thức này. Lúc mà khi ra làm công tác với đồng nghiệp ở ngoài Hà Nội đó, học tập được mấy cái câu này ghép vô. Bốn câu: bền bỉ lâu dài, hỗ trợ tích cực. Bền bỉ lâu dài là cái sao? Phải theo cho lâu, cho suốt, từ đầu đến cuối. Và mỗi khi người ta có vấn đề thì phải hỗ trợ cho tích cực hiệu quả vô thì mới được. Người bệnh có thể gặp nhiều biến cố lắm. Ví dụ như là liên quan máy móc, liên quan người bệnh, mặt nạ sao, dây máy thở thế nào, độ tạo ẩm sao, áp lực làm sao, người bệnh mập lên sao, gầy đi như thế nào, có bệnh đi xem như thế nào, môi trường sống ra sao, những cái thứ đó đều phải đáp ứng được. Và cái cơ sở y tế thì cần phải có khả năng hỗ trợ người bệnh lâu dài và hiệu quả. Còn nếu không, bắt cóc bỏ đĩa là không được. Chẩn đoán xong rồi thảy cho nó cái máy về đi, chẩn đoán xong rồi ơi về kiếm hãng máy nó tới nó cho thở máy là chết rồi, hỏng, không có tuân thủ được. Như vậy tôi vừa trình bày cho quý vị được bốn cái đặc điểm, bốn cái bối cảnh của cuộc mô hình lý tưởng quản lý ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ôi rồi, nói thì hay thế. Vậy anh có làm được như cái điều anh nói hay không? Thì trả lời luôn khỏi trình bày. Không. Không làm được cái điều như mình nói đâu. Nhưng mình vươn tới cái sự hoàn hảo. Chứ mình vươn tới như thế nào? Thì tôi trình bày luôn cái hoạt động ngay tại nơi mà chúng tôi đã có kinh nghiệm. Chúng tôi mở ra cái này năm 2010, đến bên này là 14 năm rồi. Thì cái quá trình đó nó xảy ra như thế nào? Bây giờ hoạt động tầm soát làm thế nào? Hỏi bệnh sử. Thì chúng tôi dùng bình thường thôi, stop bank và Epworth. Nhưng mà cái khó của stop bank và Epworth là gì? Điểm tại thời điểm thì không ăn thua, điểm theo thời gian rất là tốt. Tức là lần này hỏi lần sau, hỏi lần này hỏi lần sau hỏi, quan trọng hơn. Làm sao để lại với chuyện đó? Đơn giản, vi tính hóa nó lên. Cho nên ở trong cái chỗ phổi Việt, cái phần mềm của chúng tôi là có tích hợp được kết quả theo thời gian. Hôm nay mình làm, mấy tháng sau kiểm tra lại, kiểm tra lại, kiểm tra lại. Mình nói Epworth không có nhận định buồn ngủ ngày quá mức đâu, ok. Nhưng mà theo thời gian có thể đánh giá được hiệu quả của nó. Cho nên cái này tôi dùng vi tính hóa đơn giản thôi. Nhập vô, lưu lại, nhập vô, lưu lại. Cho nên bệnh nhân cứ vô, miễn là còn nhớ mình tên gì thì tôi có thể nói ra được là kết quả của những lần trước nó là như thế nào. Cái này tất cả các cơ sở đều có thể làm được. Hãy vi tính hóa nó. Đừng có để cắt ngang người bệnh. Đánh giá lâm sàng. Thì chúng tôi coi thử là gì? Hỏi thì không ăn thua gì. Vậy đánh giá lâm sàng thì làm sao? Thì trong rất là nhiều thứ thì chúng tôi ghi nhận là đánh giá hẹp hầu họng bằng cái thang điểm Malampati là rất là ok. Mở, bệnh nhân mở miệng ra. Đừng kêu AO gì hết. Mở miệng ra nhìn vô có thể thấy được cả cái lưỡi gà không? Hầu họng không? Đó là Malapati 1. Nếu còn thấy được cái lưỡi gà nhưng mà chỉ có nửa lưỡi gà phía trên thôi, Malapati 2. Còn nếu mà chỉ thấy chân được cái lưỡi gà thôi, Malapati 3. Còn không thấy đâu là bến bờ cả, Malapati 4. Thì chúng tôi làm nghiên cứu rồi. Nếu Malapati mà từ lớn 2 trở lên, 3 điểm trở 4 điểm, thì nó tăng nguy cơ OSA trên người bệnh CPD rất là nhiều. Và cứ tăng 1 điểm Malampati thì liên quan tăng nguy cơ OSA trên CPD lên 2,29 lần. Và trên thực hành lâm sàng, cứ khám lâm sàng như vậy, kiểm tra là y như rằng thế nào cũng phát hiện được ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ngoài cái câu chuyện mà hỏi câu hỏi kịp,
thì chúng tôi rất là dùng cái chuyện đánh giá điểm Malampati này. Thì chúng tôi cũng đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm đó đến quý vị đồng nghiệp để mình cũng có thể thử. Bây giờ đó là nhảy nha. Bây giờ rộng sao? Tôi đâu có thể đi hết nhà này nhà kia tôi đi tầm soát được. Thì phải thông qua đào tạo. Bởi vì đào tạo là hình thành nên những con người bạn mà có thể đem được cái niềm mong muốn của mình đến cho những đối tượng bệnh nhân xa xôi. Thì cùng với thầy Dương Quý Sĩ, Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, chúng tôi tổ chức rất là nhiều lớp tập huấn. Đây là một lớp tập huấn tại chỗ Phổi Việt. Đây, lễ khai giảng lớp học kỹ thuật thăm dò giấc ngủ hỗ trợ ngừng thở khi ngủ bằng máy thở. Có là cái hội y học giấc ngủ Việt Nam tiến hành. Mà sắp tới chúng tôi sẽ có hai lớp nữa. Một lớp ngày 15 tháng 7 do thầy sĩ đăng cai. Và lớp ngày 19 tháng 8 do ở chỗ Phổi Việt đăng cai. Ai mà đăng ký thì nhờ quý vị đồng nghiệp thông báo hộ đăng ký đi học. Lớp học ở chỗ Phổi Việt chúng tôi chỉ lấy 15 người thôi, không hơn. Vì sao vậy? Bởi vì mình cần quân quý hộ tinh, bất quý hộ đa. Chất lượng là được. Nếu mà cái người bác sĩ của mình làm kỹ thì không những người ta có thể phát hiện bệnh nhân mà người ta còn lan tỏa thông điệp qua những người khác nữa. Cho nên là chúng tôi đã tổ chức được 3 lớp rồi, có 46 học viên thôi và cầm tay chỉ việc. Người ta học xong rồi người ta sẽ biết gì? Tầm soát được ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là gì? Người ta có thể chỉ định được cái đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp. Người ta có thể lấy kết quả ra, người ta phân tích đàng hoàng tử tế. Người ta có thể ngồi vô định chuẩn áp lực cho người bệnh nhân. Người ta có thể khởi động máy điều trị, theo dõi cho người bệnh nhân. Và hàng ngày tới là phải buổi sáng thì ngồi cùng với các bác sĩ khám bệnh nhân. Buổi tối thì phải vô làm về và phục vụ cho người bệnh nhân này. Và các bệnh nhân đều, các người học viên đều được trải nghiệm trở thành người bệnh, tức là được thăm dò đa ký giấc ngủ luôn. Thì đó gọi là cầm tay chỉ việc. Những cái trải nghiệm như vậy nó đi sâu vào người học viên, và học viên chắc chắn là sẽ làm được chuyện đó. Thì những học viên mà đã qua những lớp đào tạo của chúng tôi thì về thì có thể mở được cái trung tâm về mà làm ngưng thở, về ngưng thở lúc ngủ, ví dụ là ở 198 ở Đà Nẵng này, hoặc là ở Cần Thơ này. Là mình có thể là học xong là về làm được, chứ không phải là học xong đem cái bằng về trưng lên, là không phải. Đấy, đây là những hoạt động của chúng tôi. Thì phải vô người bệnh nhân, phải cài bệnh nhân, phải coi cho kỹ, phải thảo luận cho kỹ, rồi phải làm. Thì chỉ có qua trải nghiệm như vậy người ta học được, người ta học được, người ta làm được. Đấy chính là công cụ tầm soát rộng của chúng tôi đấy. Vậy thì mô hình của quý vị mà khi làm thì cũng phải có sự kết nối rất là xa với các đồng nghiệp và các chuyên khoa khác của mình. Giống như bệnh viện Bạch Mai đã làm, tới nói cho người ta. Nhưng mà nói không bằng dạy cho người ta. Người ta làm được thì người ta sẽ chủ động, tích cực, sáng tạo, làm và kiếm vô rất là nhiều bệnh. Và thông qua những lớp học đó cũng chia sẻ với quý vị, chúng tôi nhận được nhiều bệnh nhân gửi đến, tăng nguồn thu cho đơn vị. Mừng ghê chưa? Chứ nếu không có thì ai trị bệnh cho mình, phải không? Đấy, cho nên đó là cái mô hình mình phải làm. Bây giờ qua mục đích thứ hai, sau khi mình tầm soát xong rồi thì phải chẩn đoán. Chẩn đoán nó phải đạt được, hồi nãy tôi vừa nói cái gì? Chuyên, sâu và chấp nhận được, tức là có thể tiếp cận được đó. Bây giờ muốn cho mà chẩn đoán cho đúng thì cái người bác sĩ mà làm á là phải qualify thôi. Chứ mà cứ ú ớ việc gian đó không có làm được. Cho nên là các bác sĩ phải có chứng chỉ, phải được đi học, phải đi thi chứng chỉ của quốc tế đàng hoàng tử tế. Như vậy là khi mà làm cái mô hình của mình, các bác sĩ của mình đừng có người này nhìn người kia cái xong bắt chước làm. Tôi vẫn khuyên là phải gửi đi học đào tạo đàng hoàng tử tế, rồi phải thi với cái chứng chỉ của thế giới này nè, để kiểm lại cái standard của mình như thế nào. Tôi nói như vậy là không phải là đi quảng cáo đâu, nhưng mà cũng thay mặt thầy sĩ luôn quảng cáo một lần nữa cho các lớp học mà Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam tổ chức. Thì các bạn hãy tới học. Và kỳ vừa rồi chúng tôi cũng tổ chức cho các học viên là đi thi cái bằng của VSSM, của quốc tế này. Đấy, thì chỉ khi mà mình có được cái đó thì cái standard, cái chất lượng mình mới lên được. Rồi, bây giờ mình muốn chẩn đoán cho nó đừng sâu, nó đừng có bị sót cái gì, phải không? Thì mình phải có trang thiết bị chứ. Thì ở ngay chỗ của chúng tôi là có 3 phòng đo PSG tiêu chuẩn sử dụng máy đa ký giấc ngủ loại 1 đó. Ôi tôi đánh lộn, loại 1 có kênh camera theo dõi luôn. Và trong trường hợp này, trong những cái trường hợp mà mình ta chỉ có, giống như bác sĩ Thủy nói, ban ngày thì không giảm oxy, ban đêm giảm, lỡ nó là hội chứng giảm thông khí phế nang về đêm thì sao? Cho nên chúng tôi có kênh CO2 xuyên da hoặc CO2 qua sông mũi để người ta có thể đánh giá không những cái tình trạng oxy giảm mà CO2 nó tăng nữa. Có rất là nhiều trường hợp nha.
CO2 tăng thôi, không có ngưng thở tăng nghẽn gì cả. Nếu đó mình phải phát triển, chúng tôi có hai hệ thống máy thở áp lực dương cao cấp cho phép định chuẩn áp lực bằng tay tại phòng lab. Nó có 7 cái đa ký hô hấp cho thế thăm dò đa ký thăm dò giấc ngủ tại nhà cho người bệnh có xác suất tìm nghiệm ngưng thở, ngưng thở lúc ngủ khi cao, và có 14 cái máy thở áp lực dương tự động cho phép định chuẩn áp lực tại nhà. Như vậy nếu cái mô hình mình làm thì cũng vươn tới cái sự hoàn thiện này, để mình có thể phục vụ được, đáp ứng được cái nhu cầu là chẩn đoán, phải điều chẩn đoán là nó phải là chuyên, đúng sai là phải nói rõ ràng, phải sâu, là các cái loại hình của cái bệnh lý giấc ngủ khác nhau phải được rõ ràng ra, và người ta có thể gửi đến cho mình, người ta có thể nhận được cho mình. Ở chúng tôi gửi tới sáng đến chiều hôm sau được làm liền, không phải xếp hàng dài đâu, bởi vì mình có nhiều phòng, mình có nhiều máy, nên mình có thể đáp ứng được chuyện đó. Thì đây là những cái công cụ chúng tôi có, ví dụ như là hệ thống định chuẩn áp lực bằng áp lực mà bằng tay OmniLab nè, hệ thống định chuẩn áp lực và của máy ResMed nè, chúng ta có thể lựa chọn khác nhau, mình lựa mình đáp về trang bị cho đơn vị của mình. Thì những cái máy này có thể là điều chỉnh áp lực từ xa, từ cái ngoài phòng, mình thay đổi áp lực lên lên xuống xuống thế nào, mình thay đổi cái đa ký vô giấc ngủ thứ, mình sẽ thấy được chuyện đó. Đây là cái máy đo entido CO2 trong hơi thở ra. Thì khi người ta thở ra, người ta đo không cần cái lý khí máu động mạch, có thể thấy được. Còn đây là máy CO2 xuyên da, người ta lắp cái điện cực ở trên tay như thế này để ra được cái CO2 trong máu nó như thế nào. Thì bằng cái cách như vậy thì mình có thể chẩn đoán được rất là chính xác các việc. Thì đây là những hình ảnh để ví dụ là bệnh nhân đang nằm ở trong phòng nè, trong cái bối cảnh này thì người ta đang đo đa ký giấc ngủ nè. Thì có những cái máy nó không có nhiều dây dợ giống như mình sợ hồi nãy đâu, đặc biệt con nít nha, con nít mà nhiều dây dợ nó sợ lắm, cho nên cái máy này là cái kiểu là không có dây đó, đeo lên là chạy nhông nhông nhảy một vũ điệu lambada xong rồi ngủ vẫn được. Đấy, cái kiểu này thì nó dễ chịu hơn. Mình phải có trang bị những cái máy kiểu như thế. Hoặc là trong trường hợp này bệnh nhân là được định chuẩn áp lực nè, thì đây là cái máy thở thở cho bệnh nhân, thì mình phải có camera mình theo dõi, mình coi từng đêm kiểu như vậy thì nó sẽ được. Thì đây là những cái hướng tới khi mà mình muốn đạt được cái thành tố số 2 là chẩn đoán cho vừa chuyên, vừa sâu, vừa khả thi đó, thì phải như vậy mới được. Thì khi mà các bác sĩ chúng tôi mà theo dõi thì các bác sĩ ngồi ở ngoài phòng và bắt đầu theo dõi camera, mình đã có thấy được rằng là cái nhịp của bệnh nhân sao, SpO2 thế nào, cái chỉ số ác y lúc đó là bao nhiêu, những cái tình trạng, những cái sóng điện não nó hiện ra như vậy, mình hoàn toàn biết chắc 10-10 rằng có bệnh hay không có bệnh. Chứ cứ mở thả xong mình máy muốn làm gì thì không được. Để định chuẩn áp lực thì mình thấy gì, ở trên này nó sẽ có xuất hiện cái phần mà điều ra lệnh cho cái máy thở để nó thay đổi áp lực ở trên này này. Thì khi mà thay đổi áp lực lên thì mình coi thử sóng điện não như thế nào và có biến sức, có mất các cái biến cố hay không. Bây giờ như vậy là điều trị thì như thế nào? Hồi nãy chúng ta vừa nói điều trị nó cần phải đảm bảo cái câu chuyện gì, nó có tính chất đa dạng, cho nên phải kết hợp liên chuyên khoa. Đâu có phải bệnh nhân nào cũng đè ra cho thở máy đâu, cho nên phải có cái sự hợp tác. Hợp tác Tai Mũi Họng thì tôi hợp tác với lại là bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn nè, khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện Di Đồng nè, đến chi để mình chuyển bệnh nhân nạo VA rồi cắt amidan hoặc là vỗn vẹo vách ngăn. Hãy nhớ nghe, không phải dễ dàng mà có cái sự hợp tác như vậy đâu. Thấy qua Tai Mũi Họng ta ứ cắt nó làm gì, ta ứ nạo nó làm gì, phải sao? Như vậy là mình phải liên hệ trước với các đồng nghiệp thương mến của mình, thuyết phục cho họ biết được cái tầm quan trọng cần phải can thiệp vô phẫu thuật trong cái nạo VA và các amidan, trong khi nó chưa có đến cái chỉ định phẫu thuật theo cái kiểu mà nhiễm trùng mấy lần. Thì lúc bây giờ mình gửi qua người ta mới nạo, người ta cắt cho mình chứ không thì còn lâu đấy. Cho nên là hợp tác liên chuyên khoa. Răng hàm mặt thì tôi hợp tác với bên răng hàm mặt với cô Hiếu Hạnh là chủ nhiệm bộ môn phục hình của Đại học Nha, Đại học Y Dược của Nha đó, để đặt những cái dụng cụ kéo hàm cho bệnh nhân. Đấy, thì như vậy thì kết hợp được cái việc kéo hàm. Như vậy là phải có hợp tác liên chuyên khoa ở đây. Và tốt nhất là gì? Mời người ta vào hội. Cho nên là bên Tai Mũi Họng là Hảo Hớn cũng vào hội rồi, cô Hiếu Hạnh cũng vào hội chỗ của thầy sĩ với chúng tôi rồi. Thì như vậy thì thông điệp mình nói thì hiểu nhau dễ, hợp tác mới dễ. Mô hình của mình phải vậy. Mô hình không thể chỉ có mình bác sĩ hô hấp với nhau, phải chơi với nhiều người mặt trận một chút. Đấy, thì ok. Vậy là kết hợp nhiều biện pháp thì có thở máy nè, luyện cơ hô họng nè, luyện cơ mặt cơ lưỡi nè, điều kiện giảm cân dinh dưỡng. Ở chỗ chúng tôi bán cái thuốc Saseda chích giảm cân tốt lắm, tại vì nó béo phì cơ mà. Cho nên mình cần phải có những cái điều trị này phối hợp vô nữa thì mới được. Ở trong cái điều trị, riêng cái điều trị thở máy á, thì người ta thấy rằng cái sự tuân thủ điều trị nó liên quan đến trải nghiệm của đêm đầu tiên. Có nhiều cái đêm đầu tiên lắm, nhưng riêng đây là cái đêm đầu tiên thở máy thì nó cũng ấn tượng dữ lắm. Thì như vậy là phải có đêm đầu tiên thoải mái thì người ta mới
mới sử dụng được. Thì có nhiều cách đó. Có thể cho thử máy CPAP tại nhà 1-2 tuần trước khi mới mua máy, chứ đừng có cho bắt người ta mua liền. Thử máy CPAP tại phòng lab với sự trợ giúp của kỹ thuật viên, hoặc thử máy CPAP sau khi khởi đầu giấc ngủ bằng thuốc an thần nhẹ. Hãy nhớ nha, thuốc an thần thì thuốc ngủ thì không có được dùng trên bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, nhưng mà nếu mà nó đã phải thở máy rồi thì mình vẫn có thể dùng thuốc ngủ trong những đêm đầu tiên để khởi nó đi vào giấc ngủ, thì lúc đó nó mới quen được. Chứ đêm đầu tiên mà nó hãi hùng quá thì người ta không muốn dùng nữa đâu. Đấy, đó là cái trải nghiệm đêm đầu tiên, thì đó kinh nghiệm tôi như vậy. Bây giờ nè, hồi nãy tôi nói điều trị thì phải tiếp cận được chứ, tiền nhiều thế kia làm sao mà mua được. Thì ở chỗ chúng tôi có nhiều cái hình thức cho người ta có thể tiếp cận được. Thứ nhất là mua máy cũ, mua máy cũ. Thứ hai là mua trả góp. Thứ ba là thuê máy dài hạn. Thì có những bệnh nhân của chúng tôi là người chạy xe ôm thôi, nhưng mà bằng cái cách mua trả góp thế này mà người ta vẫn mua được cả một cái máy để thở máy và đem lại cái cuộc sống tốt hơn. Chạy xe ôm cứ bị tông xe sức tráng hoài, thì sau khi điều trị thì nó bớt với hình thức mua máy cũ như thế này. Theo dõi thì sao? Thì đúng rồi, mình có thể là tái khám định kỳ tại chỗ sau 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sau khi động điều trị. Mình có cái phần rất là tái khám online. Ở chỗ Phổi Việt chúng tôi có tái khám online. À, bắt đầu không có tới đâu, online lên, thế là có thể mình có thể khám được những cái bối cảnh này. Và mình cũng phải biết cánh tay nối dài của mình cũng phải kết hợp với các bạn ở bên công ty mà người ta cung cấp máy nữa, người ta sẽ hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật. Khi mà xích cái mặt nạ, khi mà hư cái máy hỏng hóc thì người ta cũng sẽ phải hỗ trợ, phải là đi đồng hành với người bệnh nhân thì cái tỷ lệ tuân trị nó mới tốt được. Như vậy tôi xin kết luận cái bài trình bày của mình bởi 3 ý sau đây. Ý thứ nhất, cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đó là một bệnh phổ biến trong nhiều chuyên khoa. Quy trình chẩn đoán thì phức tạp, biện pháp điều trị thì đa dạng và tuân thủ kém. Đó là 4 đặc tính về bệnh ngừng thở khi ngủ. Cái mô hình quản lý ngừng thở khi ngủ thì phải có 4 cái hoạt động. Hoạt động thứ nhất, tầm soát nhạy rộng khả thi, chẩn đoán chuyên sâu tiếp cận được, điều trị hiệu quả và có thể chấp nhận. Và cuối cùng, theo dõi lâu dài, hỗ trợ hiệu quả. Về những cái mô hình thực tế của mình cần phải làm gì, cần phải nâng cao được nhận thức trong cộng đồng y tế chứ không phải chỉ cộng đồng dân chúng chung, phải đi các nơi trong bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn vậy chứ không phải một nơi, để nói về cái tầm quan trọng của bệnh. Xây dựng sleep lab và quy trình thật là chuẩn và đào tạo nhân sự là quan trọng nhất. Quan trọng vẫn là con người chứ không phải là mua máy móc cho thiệt nhiều, gửi tới chỗ của thầy sĩ và chỗ chúng tôi để thực tập, để mà học tập và thi lấy bằng chứng chỉ thì nó sẽ tốt. Hợp tác liên chuyên khoa là các bước cụ thể để có thể triển khai được mô hình quản lý ngừng thở khi ngủ tại cơ sở quý vị. Thì tôi hy vọng cái bài trình bày của tôi và những chia sẻ của chúng tôi có thể đem lại cho quý vị một vài cái ý tưởng nào đó trong quá trình xây dựng một mô hình quản lý bệnh ngừng thở khi ngủ tại cơ sở quý vị. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Xin cảm ơn thầy Lê Khắc.